Đồ Liễu Hà là một ngôi làng ổ bảo rất tầm thường ở Ngô Châu, có hơn 6000 thôn dân sinh sinh sống. Ổ bảo thành bốn hình vuông, bên trong có đại lượng dân cư, giống như một tổ kiến siêu lớn, cơ quan trùng trùng điệp điệp, càng ẩn giấu rất nhiều địa đạo khó tìm. Yêu tộc bình thường muốn công kích cũng rất khó khăn, cho dù công phá, muốn phá vỡ từng con đường cũng gian nan không kém. Tiền đại nhân. Tiền đại nhân, sớm. Tiền đại nhân, Tiền bạc đi tới chợ ở giữa ổ bào, nơi này có thể nhìn thấy bầu trời, ánh mặt trời cũng có thể tùy ý chiếu rọi, cho nên dân làng bình thường cũng vui vẻ đến chợ, một ít tiểu thương tiểu thương trong ổ bào cũng tụ tập ở đây. Dân làng đều vô cùng tôn kính xưng hô tiền đại nhân, bởi vì thôn dân biết triều đình an bài binh tốt đóng ở ổ bào, tiền đại nhân chính là thủ lĩnh, ngay cả thôn trưởng đối mặt với tiền đại nhân cũng phải tôn kính vô cùng. Tiền đại nhân, đứa nhỏ chân trần vui vẻ chạy như bay cũng dừng lại cười chào hỏi, Hồng tiểu tử, bánh bao thịt trong người, tiền bạc đem ba cái bánh bao thịt bọc trong lá sen đưa qua, chính hắn đã ăn hai cái. Đứa bé kia vừa thèm miệng lại có chức ngượng ngùng. Ăn đi, tiền bạc đem bánh bao thịt đều đặt ở trong ngực hài đồng, ở lại ổ vào một thời gian ngắn, cũng chỉ điểm qua các thiếu niên ổ vào cơ sở tu luyện, đối với tiểu gia hỏa trong đó rất ưu tú, hắn cũng rất thích. Cảm ơn tiền đại nhân, Hồng tiểu tử vui vẻ cảm tạ nói. Đi 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 tiền mà khoát tay lại tiếp tục đi dạo. Địa võ hiện giờ trải rộng khắp thiên hạ, đại lượng người phục vụ quân sự cũng tuần thủ khắp nơi, rất nhiều thôn xóm ổ vào tự nhiên trở thành điểm đóng quân, tiền của hắn chẳng lẽ là một gã thần tôn bất diệt cảnh, quản lý mạng lưới tình báo của mấy huyện thành chung quanh, ẩn cư ở trong liệu hạ ổ bào. Ừm, tiền mà bỗng nhiên cảm ứng được bên ngoài ổ bào có yêu lực bộc phát và lại khí tức yêu lực bức thẳng liễu hậu ổ bào, điều này làm cho sắc mặt hắn biến đổi, chợt lóe người nhanh chóng chạy tới đỉnh ổ bào đông 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 tiếng chuông rồn rập vang lên trong ổ bảo vốn nhàn nhã sắc mặt của dân làng đều thay đổi cả đám mang theo hài đồng nhanh chóng hướng từng đường địa đạo gần đó vọt tới ầm ầm kèm theo một tiếng nổ lớn một đầu yêu vương áo xanh thân cao ước chừng hai trượng xuất hiện ở đỉnh ổ bảo khí tức yêu lực khủng bố tràn ngập móng vuốt của nó đạp mạnh xuống phía dưới khiến đỉnh ầm ầm một tiếng sụp đổ đôi mắt kiêu cả của nó nhìn ra ngôi làng này sư 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 lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở đỉnh ổ bảo là một con hùng yêu vương cao chừng năm trượng cùng với một con chuột yêu vương giống như con của nhân tộc bên ngoài thân hùng yêu vương có bộ lông màu xám dày đứng ở gần một nửa độ cao của cả ổ bảo hai tay hùng yêu vương mạnh mẽ xé rách liền xé ra khe hở thật lớn nó theo đó rơi xuống trong đó tùy ý hướng tứ phương bộ đá ra trong lúc nhất thời ổ bảo khổng lồ bắt đầu run dày, rất nhiều nơi đều bắt đầu hóa thành phế tích phá hủy kiến trúc bên ngoài có thể tàn sát phẩm nhân dấu ở dưới cùng yêu vương tiền bạc thu liễm khí tức đến gần đỉnh ổ bảo chung quanh rất nhiều nơi sụp đổ hắn cũng không quan tâm dùng thân thể dễ dàng chống đỡ cũng không tiết lộ ra một chút chân nguyên khí tức nào trước đánh lén giết chết một người sau đó một trọi hai mới nắm chắc tiền mạc để mắt tới con chuột yêu vương kia thanh bảo yêu vương mơ hồ là ba thủ lĩnh yêu vương hùng yêu vương ra thịt dày hiển nhiên không dễ giết như vậy chỉ có thân thể chuột yêu vương hẳn là yếu nhất véo khi hùng yêu vương phá hủy ổ bào khổng lồ tiền bạc chuẩn xác cơ hội đột nhiên lao ra ừm thử yêu vương mãnh quay đầu nhìn lại liền phát hiện hai đạo đao quang trong nháy mắt đánh úc lại thử yêu vương không dám ngạnh kháng thân hình vừa động giống như quỷ mị tránh ra Sư liên tiếp hơn mười đạo đao chiêu tiền bạc thì triển thần tôn cấm thuật dốc hết toàn lực bộc phát liên tục sát chiêu nhưng thử yêu vương một lòng né tránh chạy chối chết vẹn vẹn bị trêu chọc chúng một đao thân thể yêu vương trung quy lợi hại một đao vén chúng cũng chỉ là ở trên lưng thử yêu vương lưu lại một vết thương ảnh hưởng cũng không lớn có thần tôn thanh âm thử yêu vương đã sớm truyền ra thần tôn thanh bảo yêu vương hùng yêu vương đều cả kinh tất cả đều vây quanh thân pháp của thử yêu vương này quá lợi hại miễn cưỡng làm nó bị thương một tao mà thôi không thể giết nó tiền mạc lập tức biết không ổn thanh bảo yêu vương hùng yêu vương đã vây giết tới nhân tộc thần tôn chết thanh âm của hùng yêu vương giống như sấm sét bàn tay gấu khổng lồ vung xuống cuồng phong đều làm cảnh tượng chung quanh vặn vẹo thân ảnh tiền mạc trượt lóe tránh được một bàn tay gấu đáng sợ này nhưng thanh bảo yêu vương cùng thử yêu vương đã giết tới thanh bảo yêu vương thi lợi trảo trực tiếp chộp về phía đầu tiền mạc tiền mạc thi triển xong đao độc chiến ba gã yêu vương trước mặt đánh nhau một lát tiền mạc liền cảm thấy không ổn ba gã nhị trọng thiên yêu vương một trọi một hắn ai cũng không sợ nhưng ba người liên hợp lại thử yêu vương linh hoạt quỷ mị hùng yêu vương bá đạo ngang ngược ngang ngược thanh bảo yêu vương xuất chiêu huyền diệu nhất là âm hiểm khó chơi tam đại yêu vương liên thủ một đôi chiến đao tả trì hữu vụng của hắn cũng không chống đỡ nổi hắn chỉ cảm thấy là đang khiêu vũ trên mũi đao chỉ cần có một tia sai lầm sẽ bị ba gã yêu vương này xé nát chạy trốn tiền bạc chạy ra ừm ba gã yêu vương muốn ngăn cản lại phát hiện tiền bạc thân pháp tốc độ rất nhanh tốc độ thần tôn của nhân tộc này còn rất nhanh hùng yêu vương vụng về nhất thử yêu vương tuy linh hoạt quỷ mị nhưng tốc độ chạy trốn thẳng tắp thật đúng là không bằng tiền mạc chỉ có yêu vương áo xanh mới có thể đuổi kịp nhưng một trọi một tiền mạc vừa đánh vừa chạy yêu vương áo xanh đều không thể ngăn cản giết phàm nhân yêu vương áo xanh giận dữ quát thần tôn tộc này nếu đã chạy vậy thì giết sạch phàm nhân nơi này giết phàm nhân ép hắn tới chuột yêu vương cũng gào thét ầm ầm hùng yêu vương đã động thủ năm ba lần liền phá hư sông tới vị trí mặt đất của ổ bảo thôn thôn yêu lực manh bành rất dễ dàng phát hiện một con đường địa đạo gần đó bàn tay gấu của nó trực tiếp lượt qua hai ba cái liền đem một cái địa đạo này hoàn toàn lột ra lộ ra hơn 10 thôn dân hoảng sợ trốn trong một phòng sâu trong địa đạo chết hùng yêu vương trực tiếp trưởng gấu bắt vào bắt được hơn 10 thôn dân theo đó nhảy lên vào ra khỏi nóc ổ bảo vung mạnh một cái hơn 10 thôn dân thi thể liền ném bay đi loại kình đạo cuồng mãnh này cũng đủ để cho dân làng tất cả đều mất mạng máu tươi dài lên không trung giết sạch phàm nhân nơi này thanh bảo yêu vương giống giận vang vọng trong thiên địa xa xa hơn một dặm tiền bạc đứng ở đó yên lặng nhìn thi thể hơn 10 thôn dân bị hùng yêu vương ném bay lên nhìn ba gã yêu vương tiếp tục phá hư ổ vào thôn trang thật sự là nhìn không nổi tiền bạc thấp giọng lầm bầm liên hóa thành tàn ảnh chạy về phía thôn trang ổ vào người là một nam tử đôi khi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Thần tôn cũng là người. đám yêu vương thường xuyên làm như vậy, tàn sát phàm nhân, bức bách thần tôn hiện thân. có thần tôn biết địch không lại, tình nguyện hy sinh đại lượng phàm nhân, bản thân vẫn chạy trốn như trước. nhưng cũng có thần tôn nguyện ý đi liều mạng một hồi. hắn đến rồi, ba gã yêu vương ở liễu hạ ổ bảo đều lộ ra nụ cười dữ tợn, trong mắt tiền bạc lại có điên cuồng. nếu đã quyết định trở về liễu hạ ổ bảo chính là muốn vì liễu hạ ổ bảo hơn sáu ngàn thôn dân liều mạng ra một cái sinh cơ ta đã hướng nguyên sơ sơn cầu cứu hy vọng cứu viện có thể kịp tiếp tục tàn sát phàm nhân yêu vương áo xanh lại bình tĩnh vạn phần truyền âm nói muốn thần tôn điên cuồng làm cho hắn không đủ tỉnh táo chúng ta có thể nhanh hơn giết hắn được rồi hùng yêu vương lực lớn vô cùng phá hủy ổ bảo kiên cố dưới bàn tay gấu vung lên mang theo yêu phong xé rách kiến trúc càng làm mặt đất xé rách ra từng khe nứt lớn có khe nứt trực tiếp nứt đến một ít chỗ sâu tiền hóa thành tàn ảnh đã vọt vào ổ bảo ba gã yêu vương lập tức vây giết mà giờ phút này hai vợ chồng mạnh xuyên và liễu thất nguyệt đang nhanh như chớp chạy đi tiền mạc tuy rằng cầu cứu nhưng hắn chỉ gặp phải ba gã nhị trọng thiên yêu vương loại cấp độ cầu cứu này tự nhiên còn xa mới có thể điều khiển vợ chồng mạnh xuyên trên thực tế ngay cả tiểu đội thần tôn duy nhất trong bản phủ cũng không điều khiển mà là phái ra một con thiên yêu vương phi cầm tam trọng cách đó 300 dặm, tốc độ tọa kỵ của phi cầm đủ nhanh, cấp độ tam trọng thiên cũng đủ cứu tiền mạc, đánh chết ba gã nhị trọng thiên yêu vương kia. Từ khi yêu tộc xâm lấn quy mô lớn, số lượng phi cầm tọa kỵ do nhân tộc khống chế đã tăng lên rất nhiều, chỉ là tiến hành khống chế triệt đề, cũng không dễ dàng, số lượng cũng có hạn chế, cho nên nhân tộc chủ yếu vẫn là khống chế phi cầm yêu vương. Phi cầm tọa kỵ, tốc độ nhanh, có thể bay, có thể cứu viện, có thể giám sát, có thể đưa tin, sử dụng rộng rãi nhất. Đầu miêu yêu vương kia cũng là thần thông yêu vương, liễu thất nguyệt cùng mạnh xuyên chạy đi cũng tán gẫu. Lại nói tiếp, a à, xuyên người cũng giết vài đầu thần thông yêu vương đi. Là có mấy người, mạnh xuyên gật đầu. Những thần thông yêu vương này đều rất lợi hại, tỷ như bạch hổ yêu vương lúc trước am hiểu mị hoặc, trừ phi ngưng luyện nguyên thần hoặc là ý chí cục mạnh, nếu không đều sẽ bị ảnh hưởng, có thể trong nháy mắt bị giết còn có thần thông của con miêu yêu vương lúc trước cũng quỷ dị thần thông của miêu yêu vương nhằm vào đầu óc ý chí mạnh cũng vô dụng để đối phó chỉ có hai cách một là thân thể cực mạnh giống như mạnh xuyên tu luyện thân thể kim cương đầu óc hoàn toàn chịu đựng được thần thông này đã bị khắc chế một loại khác chính là có được nguyên thần khi đầu óc bị thương nặng không thể khống chế thân thể phải dựa vào nguyên thần lực để triệt để khống chế thân thể trên thực tế nguyên thần phản ứng nhanh hơn khống chế thân thể cũng càng sâu chỉ là đối với nguyên thần lực tiêu hao thật lớn. Hiển nhiên thần tôn đại nhật cảnh, thân thể phải đủ mạnh, hoặc là có được nguyên thần, rất khó khăn. Đây là nơi đáng sợ của Miêu Yêu Vương. May mắn lúc trước bốn đã thần tôn có thể trợ giúp lẫn nhau, nếu là một trọi một, bất kỳ một người nào cũng không phải là đối thủ của Miêu Yêu Vương. Trong thiên hạ, có rất nhiều thần thông yêu vương, mạnh xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Từ đội thần tôn các nơi thậm chí còn ở thế hạ phong, may mắn có thần tôn phong, hầu cùng với một chi tiểu đội cứu viện như ta và ngươi, có thể cứu viện bốn phương, có thể cứu viện, đôi khi chậm hơn một bước thì đã quá muộn, cho nên cuộc chiến tranh này nhất định sẽ rất thảm thiết. Nguyên sơ sơn chúng ta đại nhật cảnh thần tôn, chân chính đỉnh phong cấp độ có hơn trăm vị, hoàn toàn có thể tạo thành hơn 10 chi cứu viện tiểu đội, mỗi châu cũng có hai 3 vị phong hầu thần tôn tuần tra, Liễu Thất Nguyệt nói. Lực lượng cứu viện của chúng ta đủ mạnh đủ để tiêu diệt những thần thông yêu vương kia số lượng thần thông yêu vương cũng không tính là quá nhiều chết một người ít một người bố cục của nguyên sơ sơn mạnh xuyên chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận nhưng từ kết quả mà xem cũng không tệ lắm chỉ là yêu tộc khắp nơi tập kích các nơi phàm nhân vô tội chết đi cũng khó có thể tránh khỏi trên thực tế dưới tiền đề nhân tộc sinh tồn nguyên sơ sơn đã tận lực bảo hộ phàm nhân ừm sắc mặt mạnh xuyên liệu thất nguyệt bỗng nhiên biến đổi xa xa có yên lang cuồn cuộn bốc lên yêu vương tập kích mạnh xuyên liệu thất nguyệt liếc nhau một cái tâm ý lẫn nhau thông suốt lúc này vèo vèo liền xoay chuyển thẳng đến nơi đó tốc độ của bọn họ nhanh như thế nào thiểm điện tùy thân cảnh tượng chung quanh đều mơ hồ tốc độ so với thanh âm đều nhanh hơn ấp mấy lần chẳng bao lâu họ thấy rõ ràng đó là một tòa ổ bảo hủy diệt hơn phân nửa trong một mảnh phế tích càng mơ hồ nhìn thấy chút thi thể phàm tục ba gã yêu vương đang vây công một danh nhân tộc thần tôn thần tôn nhân tộc cầm xong đào thì triển thần tôn cấm thuật liều mạng chống cự nhưng ngực hắn có một vết móng vuốt một vết móng vuốt này thiếu chút nữa xé rách thân thể hắn may mà hắn bạo lui nhanh nhưng cũng bị thương đến tạng phủ chỉ là hôm nay tận lực khép lại miệng vết thương không chảy máu nữa mà thôi hắn sắp không chịu nổi nữa mạnh xuyên nói một câu buông thê tử ra trước tiên một bước chạy tới cứu người liễu hạo ổ bào có rất nhiều địa đạo bị lan đến đều nứt ra, người trong mật phòng xuyên thấu qua khe nứt lớn đều nhìn thấy bên ngoài xa xa đang tiến hành đại chiến. Tiền đại nhân đang cùng ba đầu yêu vương đáng sợ chiến đấu, động tĩnh kia quả thực hủy thiên diệt địa. Tiền đại nhân, hai đồng hồng sung cùng thôn dân chung quanh xuyên thấu qua khe nứt nhìn hết thảy, hồng trùng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, tiền đại nhân dĩ nhiên là một vị thần tôn cường đại. Chỉ có vẻ như, ba gã yêu vương trong truyền thuyết đang vây công tiền đại nhân, trên người tiền đại nhân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, hiển nhiên đang ở thế hạ phong. Tiền đại nhân, Hồng Sung lo lắng vạn phần, hắn chờ mong tiền đại nhân dạy hắn tu luyện, thường xuyên cho hắn ăn bánh bao thịt có thể sống sót. Tiền đại nhân nhất định phải thắng, dân làng xung quanh cũng chờ đợi, dân làng rõ ràng hơn, tiền đại nhân thắng, dân làng của họ có thể sống sót, nếu không hơn 6.000 thôn dân trốn trong gần trăm địa đạo đều phải chết. Hô! Bỗng nhiên một đạo thân ảnh hàng lâm, mà ba gã yêu vương trực tiếp vô thanh vô tức ngã xuống, người tới là một gã thanh niên áo đen. Những thôn dân này nhìn thấy Tiền Mạc đại nhân vô cùng kích động, cung kính hành lễ với thanh niên áo đen kia. Đám yêu vương đều đã chết rồi. Có thần tôn cường đại hơn tới rồi. Những thôn dân này đều nhìn ra, vị thanh niên áo đen kia hiển nhiên địa vị càng cao, thứ nhất, tam đại yêu vương trong nháy mắt chết đi. Bái kiến mạnh sư huynh, Tiền Mạc rất kích động cung kính hành lễ với Mạnh Duyên. Nếu không phải Mạnh Sư Huynh chạy tới, trong thời gian năm hơi thở ta phải chết không thể nghi ngờ. Hô! Liễu thất nguyệt sau lưng có cánh chim hỏa diễm cũng hạ xuống, rơi xuống bên cạnh Mạnh Xuyên. Bái kiến liễu sư tỷ, tiền mạc cũng liền nói, hắn tuy rằng chỉ là thần tôn bình thường, cũng không phải đệ tử nội môn nguyên sơ sơn, nhưng cũng biết một ít thần tôn danh tiếng trong thiên hạ lớn, tỉ như vợ chồng Mạnh Duyên, đó đều là người xuất sắc nhất trong thần tôn đại nhật cảnh. Mạnh Xuyên càng có chiến tích cùng hai vị đồng môn liên thủ vượt cấp giết chết tứ trọng thiên yêu. Vượt cấp chém giết, đây quả thực là truyền thuyết, cho dù là ba gã đồng môn liên thủ vẫn là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta cũng chỉ đi ngang qua, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Đi ngang qua nơi này, xa xa nhìn thấy có yên lang bốc lên, lúc này mới tới xem một cái, thuận tiện cứu ngươi. Xem ra mạng ta không nên tuyệt, tiền mà cũng cười ha hả, có thể sống sót, có thể làm cho tuyệt đại đa số người liễu hạ ổ bảo sống sót hắn còn rất vui vẻ đừng nhìn liễu hạ ổ bảo hơn phân nửa hóa thành phế tích trên thực tế thôn dân đều trốn vào trong địa đạo bị ảnh hưởng đến chết đi chỉ có mấy trăm người cái này so với tiền mặc dự liệu tốt hơn nhiều lắm chết mấy trăm người lại là một nguyên nhân khác ba gã yêu vương chủ yếu cùng tiền mặc chém giết đều không thể tiến hành đồ lục quy mô lớn liễu thất nguyệt thì nói ta từ xa xem ra tốc độ thân pháp của người rất nhanh sao không chạy chối chết vẫn dây dưa với ba gã yêu vương này. Ngay từ đầu ta đã trốn thoát, tiền mặc tự dỗ nói. Nhưng đám yêu vương bắt đầu phá hủy ổ bảo, bắt đầu tàn sát phẩm nhân trong địa đạo, ta không thể không trở lại một lần nữa, lúc ấy muốn dây dưa với các yêu vương, hy vọng thần tôn cứu viện mau chóng đến, cho dù thật sự cuối cùng không chịu nổi, ta cũng có thể liều mạng chuồn đi. Nhưng anh ngờ một trào trên ngực ta, vết thương quá nặng, đều bị thương đến tạng phủ, đã khó có thể cực hạn bộc phát tốc độ, không có khả năng trốn thoát tiền mạc nói mạnh xuyên liệu thất nguyệt đều sửng sốt đã trốn thoát ngươi quay lại lần nữa à yêu tộc tấn công thành trì mạnh xuyên nhẹ giọng nói thành trì rộng lớn trong lúc nhất thời khó tìm thần tôn cách làm của yêu tộc chính là đồ lục phàm nhân bức bách thần tôn chủ động hiện thân hiện giờ ba gã yêu vương đồ lục phàm nhân ép ngươi trở về ngươi thật đúng là đã trở lại mạnh xuyên không biết nên đánh giá như thế nào làm như vậy không phù hợp với mệnh lệnh của nguyên sơn sơn nhưng mạnh xuyên lại rất khâm phục người như vậy hai vợ chồng mạnh xuyên không vội vã đi mà chọn một sảnh coi như hoàn hảo ở liễu hạ ổ bảo cùng tiền mặc lại trò chuyện nửa canh giờ cũng là phòng ngừa có tam trọng thiên yêu vương cứu viện nơi này nửa canh giờ sau hai vợ chồng mạnh xuyên mới rời đi người của địa võng cũng tới đây đem thi thể yêu vương đều mang đi tiền đại nhân hồng sung một nhà đều mang đến thôn trưởng mang hồng trùng đến cha mẹ hồng sung cũng ở một bên cao thòm nhìn và họ hiện giờ đều biết tiền đại nhân chính là thần tôn lần này thân phận của ta bại lộ cũng nên rời khỏi liễu hạ ổ bảo sắc mặt tiền mà có chút tái nhợt cười nói đứa nhỏ hồng sung này thiên tư cực cao vượt xa đồng nghiệp trong thôn ổ bảo ở trong thôn ổ bảo không được dạy dỗ quá tốt có chút trả đạp cho nên ta dự định để cho một nhà ba người các ngươi chuyển đến phủ thành ta cũng sẽ đem hồng trùng an bài vào trong đạo viện tu luyện ta tự hỏi nếu người muốn đi cha mẹ hồng Dung nhìn nhau đều tràn đầy kích động nhi tử nhà mình được thần tôn nhìn chúng muốn bồi dưỡng tốt nguyện ý nguyện ý cha mẹ hồng Dung đều nói ngay hồng trùng cũng có chút không thể tin được đi đạo viện phủ thành sao nhìn thấy trận chiến giữa tiền đại nhân và yêu vương khi nhìn thấy một màn hắc y thần tôn hàng lâm ba gã yêu vương không hề phản kháng liền chết đi trong nội tâm hắn liền khát vọng khát vọng trở thành tiền đại nhân thậm chí vị hắc y thần tôn kia hồng tiểu tử Tiền bạc tiếu nhìn hồng sung hài đồng này. Người thiên tư rất cao, thành không bỏ sót cảnh không khó, nhưng muốn thành thần tôn lại rất khó. Hiện giờ yêu loạn nhân gian, không thành thần tôn, đối mặt với yêu vương trung quy là không có lực phản kháng, hảo hảo tu luyện, cố gắng tiến vào nguyên sơ sơn thành thần tôn. Tiến nguyên sơ sơn thành thần tôn, hồng thùng sừng sốt. Nhìn thấy vị hắc y thần tôn kia trước kia chứ, lợi hại hơn ta gấp trăm lần ngàn lần, tiền bạc cười nói hắn chính là nguyên sơ sơn thần tôn hồng tung gật đầu, ừ, nguyên sơ sơn thần tôn hồng trung ghi nhớ kỹ, trở lại cố sơn phủ hai vợ chồng mạnh xuyên lại tiếp tục tu luyện trong núi rừng đợi đến giữa trưa mới cùng nhau trở lại chỗ ở phủ thành như thường lệ lão gia phụ nhân lão bộc trông cửa nhiệt tình mở cửa phụ nhân nấu ăn cũng lấy lòng cười thức ăn trưa tự nhiên đều chuẩn bị xong phủ thành lớn ở không dễ dàng phụ nhân bây giờ thường ở trong trạch viện này cũng có thể để cho bốn người trong nhà thuê nhà áp lực ít hơn một chút hơn nữa mạnh xuyên cùng liệu thất nguyệt đưa tiền công cho hai người hầu cũng đủ cao phụ nhân đương nhiên càng quý trọng công việc này thức ăn thừa vợ chồng mạnh xuyên cũng cho phép hai người hầu mang về cho người thân và bạn bè chủ yếu là lương thực sau củ thịt ở phủ thành hiện nay giá cả cao cơm lớn cùng với thịt rất nhiều nhà đã không nợ ăn mang về thức ăn thừa cũng đủ để gia đình vui mừng sau khi ăn cơm trưa xong, Mạnh Xuyên liền tiến vào thư phòng bắt đầu vẽ tranh. Bởi vì kéo dài quá lâu, bức tranh ban đầu cũng không đủ để vẽ, đây đều là bức thứ hai. Kế hoạch ban đầu là một bức dài, xem ra muốn vẽ thành một bộ cuốn dài, về phần bộ này có bao nhiêu bức, bản thân Mạnh Xuyên cũng không biết, hết thảy tùy tâm là được. Tiền mạc, Mạnh Xuyên muốn vẽ tiền mạc, cùng với một ít thần tôn giống như tiền mạc, hắn vẽ trên bàn của mình. Sáng sớm sương mù mù mịt kia, thôn xóm ổ bảo nửa phế tích trốn trong địa đạo có rất nhiều người sống sót nhưng thứ này đều là bối cảnh trọng điểm là ba gã yêu vương dữ tợn cùng với một gã thần tôn trọng thương lại chủ động xông về phía yêu vương các yêu vương đều rất đắc ý nhờ vào mưu kế của chúng nó thực hiện thần tôn quả thật không trốn quả thật đến đến chịu chết thần tôn trọng thương vẻ mặt quyết tuyệt muốn vì ổ bảo vô số phàm nhân liều mạng ra một con đường sống cảnh tượng này vẽ tranh mạnh xuyên cũng trầm mặc hắn đã gặp qua không chỉ một vị thần tôn làm như vậy, nghe nói càng nhiều. Có một bộ phận thần tôn chống đỡ đến cứu viện chạy tới, có rất ít phản sát yêu vương, lại còn có không ít người chết mất mạng. Cho nên nguyên sơ sơn đều định ra quy củ nghiêm khắc. Thần tôn tiểu đội, nhất định phải chấp hành những quy củ này, bốn gã thần tôn đốc thúc lẫn nhau, may mắn một chút. Mà đám thần tôn ban đầu một mình hành động, chính mình phụ trách mình, đầu óc nóng lên liều mạng một hồi thần tôn có không ít. Bọn họ có lần đầu tiên phát hiện yêu vương đầu lục, một số thuần túy là không thể chịu đựng được một số lượng lớn các cuộc đổ bộ của phàm nhân. Họ xông lên, biết rõ bị vây ở thế yếu, vẫn xông lên như trước. Đích xác có kỳ tích, nhưng càng nhiều là cuối cùng chết trận. Yếu thế thì né tránh, khi cường thế thì giết ra, lúc này mới phù hợp với binh pháp yếu nghĩa, nhưng cũng không phải mỗi một thần tôn đều có thể làm được. Mạnh Xuyên chỉ muốn ở trong bức tranh kỷ niệm đám thần tôn này, nếu tương lai chiến tranh chấm dứt, người về sau cũng có thể mượn những bức tranh này biết đã từng có những thần tôn đầu óc nóng lên này, cũng bởi vì những thần tôn này cũng cứu được rất nhiều phạm nhân. Tỷ như lần này tiền bạc, liền cứu được 6.000 phạm nhân. Hai vợ chồng Mạnh Xuyên tiếp tục cuộc sống như vậy, trường kỳ tuần tra trong lãnh thổ Cố Sơn Phủ, với tốc độ của Mạnh Xuyên, giết chết các yêu vương trong Cố Sơn Phủ vô cùng thê thảm. Ngay cả phục giác đại yêu vương cũng suy đoán, trong Cố Sơn Phủ có thần tôn cường đại tọa chấn, thậm chí có thể là một vị phong hầu thần tôn. Thiên yêu vương tam trọng trong Cố Sơn Phủ cơ hồ chạy sạch, chỉ còn lại có vô số nhị trọng thiên yêu vương thường xuyên phụng mệnh làm loạn. Những thứ nhị trọng thiên yêu vương phân tán khắp nơi trong phủ đều là tập kích rồi bỏ chạy, mạnh xuyên một mình cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực, rất nhiều lúc nhìn thấy một mảnh phế tích cũng không có biện pháp gì. Về phần xuyên phủ cứu viện, bởi vì lần trước vợ chồng mạnh xuyên cứu viện rất thành công, nguyên sơ sơn cũng bắt đầu tăng thêm nhiệm vụ cho hai người bọn họ, ước chừng mỗi tháng một lần nhiệm vụ. Nguyên sơ sơn đối với việc an bài nhiệm vụ của vợ chồng mạnh xuyên vẫn rất cẩn thận, một là hai vợ chồng còn quá trẻ, hai là tiềm lực đều lớn, cơ hồ đều có thể trở thành phong hầu thần tôn, không hy vọng hai người bọn họ gặp phải nguy hiểm lớn trong thời kỳ nhỏ yếu. Qua 10 năm 8 năm, có lẽ chính là hai vị phong hầu thần tôn, đến lúc đó tốc độ mạnh xuyên tuyệt đối thiên hạ, liễu thất nguyệt phượng hoàng niết uy hiếp lực đồng dạng cường đại, đến lúc đó trợ giúp sẽ lớn hơn nhiều lắm. Mặc dù áp lực lớn, mặc dù biết được tốc độ của mạnh xuyên cực nhanh, nhiệm vụ phái vẫn cẩn thận như trước. Một thị trấn ở biên giới Tiền Châu, Ngô Châu. Yên lang cuồn cuộn, năm thi thể yêu vương nằm ở giữa huyện thành, tiểu đội thần tôn, vợ chồng Mạnh Xuyên cùng với một vị thần tôn độc hành đang tán gẫu. Mạnh sư huynh liễu sư tỷ, lần này nhiều huynh đệ vương diễm tương trợ, bốn gã thần tôn tiểu đội thần tôn đều có chức kích động, trong đó một người nói. Nếu không có vương diễm huynh đệ đột nhiên xuất thủ trợ giúp, chúng ta cho dù có thể chống đỡ được mạnh sư huynh các người chạy tới, sợ cũng phải chết một hai người ta vừa vặn đi ngang qua huyện thành này, vị độc hành thần tôn vương diễm mang theo một thanh kiếm, cười nói. Nhìn thấy có thần tôn cùng yêu vương đang chiến đấu, còn có lão bằng hữu của ta ở trong đó, và lại tình thế nguy cấp, ta đương nhiên phải ra tay. Cảm ơn vương huynh, Mạnh Xuyên cũng nói. Đừng khách sáo, vị độc hành thần tôn này diện mạo thanh tú đẹp trai, hai dầu rìa cũng rất linh tính, hắn liền cười nói. Ta tuy rằng xuất thủ hỗ trợ, nhưng vẫn bị các yêu vương áp chế như trước vẫn là hai vợ chồng mạnh huynh chạy tới vợ chồng mạnh huynh vừa xuất hiện liền đem đám yêu vương tất cả dệt sát đây mới là bản lĩnh mạnh xuyên liệu thất nguyệt đối với độc hành thần tôn này đều rất có hảo cảm vương huynh là diệt yêu hội mạnh xuyên hỏi ân vương diễm tự cười nhạo nói năm đó ta cũng tham gia khảo hạch nhập môn nguyên sơ sơn đáng tiếc không thể vào hạng hai mươi đi chiến trường tích lũy công lao nhưng phải tích lũy được công lao để đổi lấy tiến thần tôn huyết chỉ thật sự quá khó khăn. Ta cũng kiêm làm chút nhiệm vụ diệt yêu hội, cuối cùng thật sự gom góp đủ công lao của diệt yêu hội, mượn diệt yêu hội, mới thành thần tôn. Mạnh xuyên, liệu thất nguyệt đều gật đầu. Sự tồn tại của diệt yêu hội, các thần tôn trong thiên hạ đều biết. Bởi vì đây là tổ chức sát thủ thuần túy, hơn nữa cũng không lạm sát, từ tên của nó liền nhìn ra, nó chỉ nhắm vào một phương yêu tộc. Diệt yêu hội là tổ chức sát thủ, chủ yếu là ám sát thành viên thiên yêu môn cũng tìm kiếm yêu tộc ẩn nấp khắp thiên hạ diệt yêu hội ban bố nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ ngươi có thể nhận được công lao dụng công lao có thể đổi lấy đủ loại thứ muốn tỷ như cơ hội tiến vào thần tôn huyết trì tỷ như thiên địa kỳ chân đều có thể đổi lấy đằng sau diệt yêu hội rốt cuộc là ai mạnh xuyên bọn họ cũng không biết nhưng mơ hồ xác định có liên quan đến ba giáo phái lớn bởi vì mượn diệt yêu hội đi thần tôn huyết trì đột phá là có thể đi thần tôn huyết trì bất kỳ một nhà nào của tam đại tông phái thần tôn của nhân tộc chủ yếu được chia thành ba loại loại thứ nhất là đệ tử nội môn của tam đại tông phái đều là lựa chọn kỹ càng đủ loại tài nguyên đều cung cấp đại lượng cơ hồ là nhất định thành thần tôn đại nhật cảnh loại thứ hai là đệ tử ngoại môn phái tam đại tông phái dựa vào công lao đổi lấy cơ hội tự nhiên cần phải nghe theo tam đại tông phái điều khiển loại thứ ba là diệt yêu hội bọn họ độc lập với tam đại tông phái vẫn tiềm ẩn trong bóng tối đối phó thiên yêu môn tìm kiếm yêu tộc mạnh xuyên cùng liệu thất nguyệt đối với thần tôn diệt yêu hội rất có hảo cảm chính là bởi vì phụ thân hai người bọn họ đều là diệt yêu hội liễu dạ bạch mạnh đại giang thành thần tôn ngọc dương cung chủ đông ninh phủ đều không biết trong tình báo công khai của nguyên sơ sơn đều không ghi lại đại biểu liễu dạ bạch cùng mạnh đại giang là loại thứ ba thần tôn diệt yêu hội thần tôn mạnh xuyên và liễu thất nguyệt cũng hỏi qua hai vị phụ thân hai vị phụ thân cũng đều thừa nhận điều này cũng không cần phải giấu giếm diệt yêu hội đi qua chủ yếu là đối phó thiên yêu môn vương diễm cảm thán nói thiên yêu môn giấu ở trong bóng tối đệ tử thiên yêu môn phàm tục còn dễ dàng truy tìm dễ dàng ám sát những thiên yêu che giấu một người cẩn thận hơn một người ám sát liền gian nan cho nên giai đoạn đầu tích lũy công lao dễ dàng sau này tích lũy công lao liền gian nan hiện giờ yêu tộc đại quy mô xâm nhập công lao ám sát yêu vương ngược lại rất dễ tích cóp vương diễm cười nói ta bình thường cũng là đi lại huyện thành ổ bảo thôn xóm phát hiện có nhị trọng thiên yêu vương nên lập tức đánh lén ám sát giết liền chuồn mất gặp phải đội ngũ tam trọng thiên yêu vương ta cũng chỉ có thể trốn tránh may mắn chúng ta diệt yêu hội bình thường đều dạy nghiên cứu thu liệm khí tức ẩn dấu thủ đoạn mạnh xuyên gật đầu ẩn nấp ám sát diệt yêu hội đích xác am hiểu tỷ như phụ thân mình thời điểm không chân chính bộc phát ngụy trang thành phàm nhân ngay cả cô tổ mẫu đám người cũng nhìn không ra đương nhiên mạnh đại giang bởi vì nhi tử con dâu duyên cớ rất được nguyên sơ sơn tín nhiệm hơn nữa lại là tộc trưởng mạnh thị ở đông ninh phủ uy tín cao bản thân nhiều năm tu hành cũng đạt tới luyện thể nhất mạch bất diệt cảnh thần tôn hiện giờ cũng trở thành người phụ trách cao nhất của địa võng ở đông ninh phủ liễu dạ bạch cũng là cùng mạnh đại giang liên thủ phụ trách truy tìm yêu tộc yêu vương ở đông ninh giết liễu thất nguyệt triển khai hỏa diễm cánh trên không trung một mũi tên bắn xuống mạnh xuyên cũng thì triển thân pháp cận thân đuổi giết địch nhân đến trễ vợ chồng mạnh xuyên đứng ở giữa phế tích của một tòa huyện thành nhìn ba gã thần tôn thi thể ngã xuống trước mặt tiêu đội thần tôn hẳn là chỉ có một người chạy thoát ba người còn lại đều bị giết ở đây tuy rằng tốc độ của hai người bọn họ rất nhanh nhưng mấy trăm dặm đường cũng cần nửa chén trà công phu thời gian dài như vậy có đôi khi đủ để yêu vương giết chết thần tôn lại có yêu vương xa xa yên lăng cuồn cuộn tuần tra mạnh xuyên phủ cố sơn lập tức vọt tới thời gian trôi qua đảo mắt vợ chồng Mạnh Xuyên chuyển đến Cố Sơn Phủ đã 8 tháng. 8 tháng kinh nghiệm này so với ở Bắc Hà Quan, sang Châu Thành đều phong phú hơn, Mạnh Xuyên nhìn thấy thần tôn muôn hình muôn vẻ. Cũng không phải thần tôn nào cũng nguyện hy sinh vì phàm nhân. Cũng không phải thần tôn nào cũng dũng mãnh vô cùng. Cũng có hàng người sợ chết, cũng có người rất ích kỷ. Có địa võng bất diệt cảnh thần tôn tuần tra, nhìn thấy có nhị trọng thiên yêu vương tập kích ổ bào thôn trang, vẻn vẹn hướng nguyên sơ sơn cầu viện, bản thân lại lặng lẽ rời ra căn bản không nguyện đi cứu phạm nhân. Bất diệt cảnh thần tôn hoàn toàn có thể đối phó với một gã nhị trọng thiên yêu vương, nhưng bởi vì có khả năng chết trận, cho nên vị thần tôn bất diệt cảnh kia lặng lẽ rời ra, một màn này cũng bị mạnh xuyên đi ngang qua, thấy rõ ràng. Có thần tôn tiểu đội lâm vào tuyệt cảnh, các đồng bạn khác nâng đỡ lẫn nhau liều chết chống cự, lại có một vị thần tôn khi đồng bạn ngăn cản yêu vương, dẫn đầu chạy chối chết, ba gã đồng bạn đã chết, người dẫn đầu chạy trốn lại thật sự chạy thoát, sống sót. Bí mật này, là khi vợ chồng Mạnh Xuyên chạy tới đuổi giết yêu vương, thông qua lời nói khiêu khích của đám yêu vương mới biết được thần tôn duy nhất trốn thoát là phản bội đồng bạn. Vợ chồng Mạnh Xuyên bắt sống hai yêu vương trong đó, từ địa võng đưa đến Nguyên Sơ Sơn, do Nguyên Sơ Sơn tiến hành thẩm vấn. Đối mặt với huyễn thuật của Nguyên Sơ Sơn, tên thần tôn kia cũng không cách nào nói dối, cuối cùng bị công khai xử tử. Nếu hắn cùng ba gã đồng bạn ngăn cản, có lẽ có thể kiên trì đến khi vợ chồng Mạnh Xuyên đến, bốn người đều có thể sống. Kết quả cuối cùng là gì? ba người bạn đồng hành đã chết và hắn bị xử tử. Lúc xử tử hắn còn gào thét. Ta chỉ muốn sống mà thôi, ta chỉ muốn sống mà thôi, sao lại xử tử ta? Mạnh xuyên biết kết quả này, không có cao hướng cũng không phẫn nộ, chỉ có bi ai. Hắn còn sống, nếu là tạo thành tiểu đội thần tôn mới, chính là gây họa cho đồng bạn mới. Dựa theo quy định của tông phái, cũng phải xử tử. Đồ ngu xuân Hãy chết ba thần tôn, còn không tự biết, Mạnh Xuyên ở trong quyển sách dài cũng vẽ ra một màn này, thần tôn cười trộm chạy trốn kia. Ba gã đồng bạn đang ra sức chiến đấu, hắn lại một mình vụng trộm chạy trốn. Mạnh Xuyên trong lòng là khinh bỉ, cho nên trong bức tranh, thần tôn kia cũng có vẻ hèn hạ, giống như một chú hề. Những thần tôn như sừng xấu xí này, trong bức tranh của Mạnh Xuyên không chỉ có một vị, bọn họ ở góc bức tranh, rất khiêm tốn. Vào cuối mùa thu, trong lãnh thổ Ngô Châu, một thị trấn nhỏ gần biển ở phủ Đông Cảng, huyện thành Yên Lang cuồn cuộn, hóa thành một mảnh phế tích. Ba gã tam trọng thiên yêu vương ở đây, tùy ý gây họa, trời cũng âm u, có mưa rơi, phàm nhân trong huyện thành chỉ có thể chờ đợi, từng chỗ địa đạo bị phát hiện, từng chỗ phàm nhân bị tàn sát. Đó là một cơn ác mộng. Sau khi toàn bộ huyện thành bị tàn sát gần ba thành dân cư, xa xa có bốn đạo lưu quang chạy thẳng tới nơi này. Là ba gã thiên yêu vương tam trọng bình thường, thần tôn tiểu đội mỗi người sát khí đều tăng lên vài phần. Trải qua lần đầu tiên thăm dò công kích tổn thất thảm trọng, Tam trọng thiên yêu vương hiện giờ cũng là thành lập một chi tiểu đội, trong đó khó chơi nhất chính là đội ngũ do thần thông yêu vương xuất lĩnh, những đội ngũ yêu vương khác uy hiếp nhỏ hơn rất nhiều. Thượng, đừng để chúng chạy trốn một người. Vây giết chúng, bốn gã đại nhật cảnh thần tôn sát ý ngút trời, vì người chết trong thành này đều phải chém giết ba gã yêu vương này. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng vây khốn ba gã yêu vương, đám yêu vương cũng thì triển cấm thuật liều mạng chống cự nhưng thực lực chênh lệch thật lớn, mắt thấy chống đỡ không được bao lâu. Đáng tiếc, bốn gã thần tôn đại nhật cảnh này, không có nhân vật thiên tài gì, trong tử lâu bị cây cối đổ sập đè lên trong huyện thành, một đạo thân ảnh thật sự ở trong một gian phòng, nhìn xa xa chiến đấu hơn một dặm. Hắn mặc một chiếc áo tròn màu xám và nhìn trong im lặng. Thôi, giết bốn gã đại nhật cảnh thần tôn coi như là thu hoạch trước nào, người mặc áo xám đứng đó, chớp mắt, có hai ánh sáng vàng từ đồng tử của mình bắn ra hai đạo kim quang ở trong hư không lưu lại hai đạo nhà nhà vết tích xa xa đánh nhau bốn gã đại nhật cảnh thần tôn rốt cục cảm ứng được tập sát đến gần hai đạo kim quang nhưng cũng không kịp ngăn cản phóc bốn gã đại nhật cảnh thần tôn mỗi người đều là mi tâm bị kim quang xuyên qua hai đạo kim quang xẹt qua vòng cung lại nhanh chóng rời đi bay trở về tòa tử lâu kia bay trở về trong con người của người áo bào xám đi thôi thân ảnh người áo xám mơ hồ trong nháy mắt biến mất không thấy mà xa xa bốn ngã thần tôn đại nhật cảnh đều vô lực ngã xuống trong mắt đều có tuyệt vọng cùng với khó có thể tin bọn họ là thủ hộ giả của toàn bộ đông cảng phủ chín tháng nay vẫn yên lặng thủ hộ đuổi giết các nơi yêu vương cứu vớt không biết bao nhiêu phạm nhân cũng giết quá nhiều yêu vương bây giờ bốn người trong số họ đã ngã xuống hai vị bọn họ là đệ tử nội môn nguyên sơn sơn hai vị là đệ tử ngoại môn tất cả đều là thần tôn đại nhật cảnh sau khi chén trà có phong vương thần tôn chạy tới có thể trong nháy mắt làm cho tiểu đội thần tôn bị diệt đây là uy hiếp cấp độ tứ trọng thiên liên lụy đến tứ trọng thiên cấp độ uy hiếp nhân tộc thần tôn sẽ tận lực điều khiển lực lượng mạnh nhất chung quanh nhưng thời gian một tách trà vị người áo xám kia đã sớm chạy trốn phong vương thần tôn cũng không thể làm gì được ha 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 cung điện dưới lòng đất tối tăm người áo xám đi vào cởi áo bào màu xám chính là độc giác nhân phục giác đại yêu vương chúc mừng đại vương chúc mừng đại vương các yêu vương trong đại điện lấy lòng nói cũng chỉ giết chết bốn gã thần tôn đại nhiệt cảnh mà thôi phục giác đại yêu vương cười nói không đáng nhắc tới cũng là yêu vương các phủ quá vô dụng giết thần tôn ít như vậy vẫn là đại vương lợi hại xuất thủ dễ dàng tiêu diệt bốn vị đại nhiệt cảnh thần tôn các yêu vương trong điện tầng bốc phục giác đại yêu vương ngồi trên ngai vàng nói không thể trách các phủ yêu vương nhân tộc thần tôn rất cẩn thận hơn nữa từng chi tiểu đội cứu viện tới cũng nhanh ít nhất tam trọng thiên yêu vương trong lãnh thổ ngô châu ta chết ba bốn mươi vị mới có thể giết chết một vị thần tôn đại nhật cảnh tổn thất như vậy yêu giới bên kia là không thể chịu đựng được ta chỉ có thể ngẫu nhiên giết chút thần tôn đại nhật cảnh các phủ yêu vương một năm gần đây chết trận sáu thành mới giết bốn vị đại nhật cảnh thần tôn đại vương một lần ra tay liền giết bốn vị đại vương uy vũ những yêu vương phụ trách tình báo này tâng bốc chúng vốn không giỏi chiến đấu. Đều lui ra, để cho ta yên lặng, phục giác đại yêu vương phất tay. Ân, những yêu vương này đều cung kính lui đi, phục giác đại yêu vương ngồi ở đó suy nghĩ. Ta lần này ra tay, nhân tộc nhất định sẽ truy xét ta, thậm chí cố ý mai phục ta, bất quá các ngươi cứ vô ích lan qua lan lại đi, trong hai năm tiếp theo ta cũng sẽ không ra tay một lần nữa, hai năm sau, hãy nói chuyện. Nó muốn giết thần tôn tộc giết người, nhân tộc bên kia càng muốn giết nó. Mười gã thần tôn đại nhật cảnh đổi thành một thiên yêu vương tứ trọng, nó có giá trị nó từ quan điểm chiến tranh. Cả người thế giới thế giới nhóm đầu tiên tiến vào cũng chỉ có 27 vị tứ trọng thiên yêu vương, đối với tam đại tông phái mà nói, hy sinh hơn 200 vị thần tôn đại nhật cảnh, nếu liều mạng nhóm tứ trọng thiên yêu vương này đều là đại thắng. Nhưng mà đám tứ trọng thiên yêu vương vô cùng giả hoạt, mỗi một người đều rất trơn trượt, Nguyên Sơ Sơn chủ lại ôm một đống hồ sơ đi tới thư phòng Tôn giả, thấp giọng nói. "Tôn giả, đây là hồ sơ hôm nay." "Thấy ngươi nói chuyện mà không có sức lực, có tin xấu không?" Tần Ngũ Tôn giả liếc mắt nhìn Nguyên Sơ Sơn chủ. Nguyên Sơ Sơn chủ nhẹ nhàng gật đầu. "Phủ Đông Cảng Ngô Châu, bốn vị thần tôn đại nhật cảnh của đội ngũ thần tôn, hôm nay toàn bộ đều bị giết." Tần Ngũ Tôn giả nheo mắt lại. "Toàn bộ bị giết?" Tần Ngũ Tôn giả thấp giọng lẩm bẩm hồi lâu mới nói. Hung thủ đâu? Không tra được, mồi nhừ không có tác dụng, hung thủ có thể là một vị tứ trọng thiên yêu vương mới xuất hiện, Nguyên Sơ Sơn chủ thấp giọng nói. Không tra được, tần ngũ tôn giả nhìn Nguyên Sơ có 9 tầng dò xét, một chỗ bị công kích, tứ phương hợp với sao, không phải nói trong tiểu đội thần tôn có mồi nhừ, giết thần tôn, nốt mồi nhừ sẽ bị truy tung phát hiện, không tra được, mồi nhừ cũng vô dụng. Nguyên Sơ Sơn chủ cái đắng, cung kính nói. Tên tứ trọng thiên yêu vương này quá giả hoạt, cũng không phải cận thân đánh nhau, mà là từ khoảng cách xa suốt thủ chém giết bốn vị thần tôn, thần tôn mang theo mồi nhử cũng không thể truy tung thành công. Trong thư phòng một mảnh yên tĩnh, hồi lâu tần ngũ tôn giả mới nói. Vậy lần này có thể phán định, lại xuất hiện thêm một vị tứ trọng thiên yêu vương. Ân, trong vương triều đại chu chúng ta, nghi ngờ có 12 vị tứ trọng thiên yêu vương, nguyên sơ sơn sơ chủ cung kính nói hơn nửa năm nay đám phong hầu thần tôn phân tán các nơi canh cây đợi thỏ giết một vị tứ trọng thiên yêu vương thần tôn tiểu đội mùi nhử cũng thành công để cho chúng ta truy tung được ba gã tứ trọng thiên yêu vương trọng bảo của thần tôn tiểu đội bộc phát cũng đánh chết một vị tứ trọng thiên yêu vương hiện giờ trong lãnh thổ đã giải quyết được năm vị tứ trọng thiên yêu vương ba gã tứ trọng thiên yêu vương truy tung được toàn bộ bắt sống yêu giới hẳn là còn không biết chúng rơi vào trong tay chúng ta nguyên sơ sơn chủ nói mới giải quyết năm người. Tần ngũ tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu. Kém xa đâu? Nguyên sơ sơn chủ liền nói. Tứ trọng thiên yêu vương của yêu giới cũng không nhiều, dừng lại ở tam trọng thiên, lại có thể tùy thời đột phá đến tứ trọng thiên, phòng trừng cũng không tới trăm vị, có thể thành công lẻn vào thế giới nhân tộc ta càng ít. Tứ trọng thiên yêu vương trong thế giới nhân tộc ta, đặc biệt sống sót những thứ này, đều vô cùng cẩn thận, tần ngũ tôn giả nói. Hơn nữa ta chân chính lo lắng chính là đại lượng tam trọng thiên yêu vương, theo thời gian, từng hồi sinh tử chiến đấu, trong những tam trọng thiên yêu vương này trung quy sẽ có rất ít sẽ đột phá, chúng nó sẽ sinh ra 10 cánh thậm chí trăm thiên yêu vương tứ trọng. Nguyên sơ sơn chủ trong lòng căng thẳng, tần ngũ tôn giả lạnh đùng nói. Cho nên chúng ta phải bảo trì ưu thế tuyệt đối, không ngừng với giết chúng, làm số lượng chúng ở thế giới nhân tộc chúng ta không ngừng giảm bớt, số lượng chúng ít đi, muốn sinh ra 10 tứ trọng thiên yêu vương đều sẽ trở nên gian nan số lượng là ưu thế của chúng, nhưng một khi không có số lượng, chúng nó một chút ưu thế cũng không có, tần ngũ tôn giả nói. Nguyên sơ sơn chủ tán thành. Tần ngũ tôn giả lật xem hồ sơ, ngoại trừ tin tức của đông cảng phùng ngô châu ra, hôm nay những tin tức khác đều coi như bình thường, nhân tộc vẫn tiến hành truy sát yêu tộc một cách có trật tự như trước. Yêu tộc hiện giờ bị ép đến mức cũng chỉ có thể trốn dưới lòng đất, thậm chí một ít dấu vết cũng có thể bị nhân tộc truy xét phát hiện. Đúng rồi, tần ngũ tôn giả lật xem hồ sơ, nói. Ta nghe nói, hắc Sa động thiên bạch ngọc Phương bằng sức một mình liền bắt sống hai gã tứ trọng thiên yêu vương, càng giết đại quần tam trọng thiên yêu vương, chiến tích đuổi giết yêu tộc của hắc Sa động thiên, có gần một nửa đều là một mình hắn làm được. Ân, Nguyên sơ sơn chủ liên tục gật đầu. Bạch ngọc vương tu luyện chính là luân hồi thần thể, hắn lấy luân hồi thần thể làm căn bản tự nghĩ ra một môn tuyệt trụ lĩnh vực cửu thiên thập địa môn tuyệt sự này am hiểu thăm dò phạm vi lớn dưới lòng đất có thể nói là tuyệt sự mạnh nhất phun diện giò xét dưới lòng đất bằng vào điều tra phạm vi lớn dưới lòng đất mới bắt sống hai gã tứ trọng thiên yêu vương càng tiêu diệt rất nhiều sầu huyệt của tam trọng thiên yêu vương tuyệt sự môn cửu thiên thập địa nguyên sơ sơn chúng ta đã từng có giao dịch với hắc sa động thiên chiếm được một phần nguyên bản nguyên sơ sơn chủ giải thích nhưng nhất định phải là luân hồi thân thể hơn nữa tu luyện tới cảnh giới phong vương thần tôn còn phải dụng tâm tìm hiểu cửu thiên thập địa mới có thể có năng lực dò xét sánh ngang bạch ngọc vương nguyên sơ sơn chúng ta hiện giờ không có một vị phong vương thần tôn luân hồi thân thể tần ngũ tôn giả gật đầu nói ta có một ý nghĩ cùng hắc sa động thiên bên kia thương nghị thương nghị bạch ngọc vương ở lãnh thổ hắc sa vương triều dò xét một vòng sau khi hiệu quả dò xét giảm xuống có thể đến lãnh thổ vương triều đại chu ta dò xét đem địa phương trọng điểm hoài nghi của chúng ta cũng dò xét một lần nhìn xem bên kia hắc sa động thiên đưa ra điều kiện gì được ta thử xem nguyên sơ sơn chủ gật đầu bất quá hắc Sa động thiên nhất định sẽ sư tử mở miệng hắn có thể một mình lực đuổi giết yêu tộc đạt tới một nửa chiến tích của cả hắc Sa động thiên đáng để chúng ta mời hắn đến tần ngũ tôn giả nói các thần tôn đều có sở trường riêng có một ít truy tìm yêu vương phi thường am hiểu Bạch ngọc vương của hắc Sa động thiên phương diện chuyên xét có thể nói là đệ nhất hắn ở dưới lòng đất có thể dò xét phạm vi năm dặm tự mình làm trung tâm đây là đủ để ngạo thị thiên hạ giống như nguyên thần lĩnh vực của mạnh xuyên đối với cảm ứng dưới lòng đất cũng sẽ cực độ suy yếu, càng đừng nói đến lĩnh vực bình thường. ở trước mặt bùn đất cản trở, hiệu quả do xét đều sẽ suy yếu rất nhiều, chỉ có một phần trăm bề mặt đất hoặc thậm chí yếu hơn là bình thường. thủ đoạn của bạch ngọc vương lại có thể duy trì điều tra phạm vi lớn như vậy dưới lòng đất, có thể nói là không thể tin được. lại giống như vụ huyễn vương của lưỡng giới đảo, âm hiểu nhất phân hóa thân, có thể phân ra hơn vạn vũ khí hóa thân đi lại dưới lòng đất. chân vũ vương ở nguyên sơ sơn có thể theo dõi được chuyện xảy ra trong một đoạn thời gian ngắn vừa qua, đây cũng là thủ đoạn đáng sợ truy tung. Tình thế trong thiên hạ, Mạnh Xuyên từ lần lượt cứu viện nhìn thấy cũng có cảm giác mơ hồ. Hắn biết một điểm, thần tôn bình thường hy sinh không ít. Nhưng hy sinh này cũng là điều bắt buộc, chỉ có dựa vào đám thần tôn bình thường mới có thể tạo thành từng chi tiểu đội, bảo vệ toàn bộ thiên hạ. Hô hô hô! Gió lạnh gào thét bên ngoài cửa sổ. Mạnh Xuyên ở trong thư phòng rốt cục cũng vẽ xong nét cuối cùng đem ba bức tranh dài vẽ trong gần một năm này, toàn bộ đặt xong. Quyền 1, bắt đầu từ bên phải, là cảnh nhóm thần Tôn Bắc Hà quan xuất lĩnh binh tốt đóng ở thành quan ngăn cản yêu tộc xâm lấn, kế tiếp là cảnh chiến đấu ở Giang Châu Thành, cũng có cảnh ba người mạnh xuyên chiến đấu với Hắc Thủy Cung Chủ. Quyền 2, có cảnh yêu tộc đại quy mô thăm dò công kích, đại quy mô thăm dò, thiên hạ nóng hỏa khắp nơi, là thảm thiết nhất. Sau đó chính là Mạnh Xuyên thường xuyên cứu viện các nơi gặp phải đủ loại cảnh tượng, cũng có thần tôn phản bội đồng bạn chạy trốn, cũng có thần tôn tùy ý thôn xóm ổ bảo bị yêu vương công kích. Quyển 3, trọng điểm vẽ bảy câu chuyện chiến đấu, càng thảm thiết hơn, có người thì thần tôn tất cả đều chết cũng có thần tôn đem yêu vương toàn bộ giết chết. Ba cuộn nếu theo thứ tự đặt xuống, sẽ hình thành một bức tranh rất dài, tổng chiều dài đạt tới 8 triệu 3, liếc mắt một cái, liền giống như một con đường. Con đường chiến đấu núi liền, con đường được tạo thành từ xác chết của ma thần. Đây là một con đường máu, và chỉ có con đường máu như vậy có thể dẫn đến chiến tranh cuối cùng để giành chiến thắng. Không chảy máu, không liều mạng, chỉ muốn chiến thắng cuối cùng, làm gì có chuyện đẹp như vậy. Mạnh Xuyên cầm bút viết một chữ ở bên phải tập đầu tiên, cũng là tên của bộ tranh này, lộ, viết một dòng khác bên cạnh tên của mình. Xuống núi 4 năm, tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy,